Anh chàng này tuy què tay nhưng là đại cao thủ võ lâm. Hôm nay đang đi dạo cùng anh Lộc Phu Hô thì gặp phải cảnh bất bình. Mấy tên côn đồ đến trêu ghẹo cô bán hàng bên đường. Dòng máu anh hùng cứu mỹ nhân của anh nổi lên, liền chạy tới đạp tới tấp vào mấy tên côn đồ. Anh vung hai chân như một, chân như quạt trần đạp bay hết mấy tên tép diêu kia. Thật không ngờ anh lại ngồi ăn xin ở đây. Cô bán hoa quả thấy vậy đưa anh hộp cơm ăn cho qua cơn đói. Cô nói anh nên ra xã hội làm ăn bươn trải, liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Muốn thành công thì phải chấp nhận trải qua đắng cay ngọt bùi. Làm ăn muốn kiếm được tiền phải chấp nhận mạo hiểm nguy hiểm một tí nhưng trong tầm kiểm soát. Đây là hộp cơm coi như tôi đền công anh đã cứu tôi sáng nay. Sau này chỉ có làm cần cù thì bù siêng năng, có làm thì mới có ăn anh nhé. Thế là anh đi tìm Lộc Phu Hô xin làm học trò. Nhưng mà cuộc sống thì không giống cuộc đời. Mấy tên côn đồ đến phá đám nơi anh làm việc. Mấy tên cầm gậy gộc lao vào đánh anh. Thế nhưng người có võ mình đồng ra sắt. Mấy tên kia tấn công nhưng anh không hề gì. Anh tiến tới đánh 5 đánh 8. Anh lên gối làm cho tên côn đồ bay vào núi cát kêu oai oái. Tên tóc vàng thấy vậy cầm hàng lạnh lao lên tấn công anh. Những lần đâm dao nguy hiểm đều bị đánh đoán trước và né tránh. Sau khi đánh nhau 500 hiệp thì cảnh sát đã tới và mấy tên côn đồ nhanh chóng rút lui. Anh ấy là cao thủ nơi nào? Liệu những ngày tháng làm phu hồ sau này của anh còn xảy ra những chuyện gì? Mời các bạn tiếp tục theo dõi video review gì review phim hay nhất tóm tắt nhé. Lâm Phong, một võ sư vô cùng xuất sắc, vừa giành được chức vô địch, giờ đây anh phải đối mặt với người bạn thân nhất của mình và một đám lâu la khác. Thì ra tên chủ của anh là một ông trùm chuyên cá cược. Hắn sử dụng các võ sĩ như một món hàng và bắt ép họ phải nghe theo sự sắp đặt của mình để thắng hoặc thua. Thông qua kết quả trận đấu, hắn có thể thu được lợi bất chính từ những vụ cá cược. Tuy nhiên Lâm Phong lại là một ngoại lệ khác. Anh không muốn vì tiền mà bán rẻ tôn nghiêm của mình. Anh đã làm trái ý hắn và chiến thắng, thế nên bây giờ hắn muốn tiêu diệt anh. Đứng trước anh là những võ sĩ và một đám đàn em của hắn tay cầm vũ khí, trang bị chỉnh tề thế nhưng quả thật sức mạnh của đệ nhất võ sư là không thể đùa được. Lên gối, đấm đá điêu luyện Lâm Phong xử hết thằng này đến thằng khác, chẳng mấy chốc tất cả bọn chúng đều đã gục ngã. Lâm Phong hét lên hỏi bọn chúng, tụi mày điên hết rồi à? Vì tiền mà đến mạng của mình cũng không cần nữa sao? Lâm Phong nhìn lên phía trên, thấy tên chủ đang đứng ở trên đấy. Anh liền chỉ tay lên và nói với ông ta, tiền không phải là quan trọng nhất. Đối với một võ sĩ, quan trọng nhất là đứng. Tôi sẽ không bao giờ làm con chó chỉ biết suốt ngày trung thành với anh. Tên chủ nghe vậy liền cười khẩy. Khi Lâm Phong bỏ chạy, hắn liền ra lệnh cho một đám đàn em tay cầm vũ khí, gậy gộc tới tấn công Lâm Phong. Lâm Phong tuy giỏi nhưng không thể địch lại bọn lâu la được, chúng quá đông. Chính vì thế, anh liền bỏ chạy ra đường lớn. Ai ngờ vừa ra tới thì bỗng nhiên một chiếc xe 16 chỗ chạy tới đâm anh một cái dầm. Những tưởng rằng lần này Lâm Phong sẽ lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân rồi, thế nhưng may mắn thay, anh đã được Mập Lai, một ông chủ thầu có tiếng, đệ tử của thầy Lộc Phu Hô, đưa về để trị thương. Mập Lai mời một thầy thuốc giỏi trong vùng chữa trị cho Lâm Phong, nhờ y thuật cao minh. Vị thầy thuốc đã giật được cái mạng của Lâm Phong từ tay thần chết, song không may là sau khi Lâm Phong tỉnh dậy thì anh đã bị mất trí nhớ tạm thời, ngơ ngơ ngác ngác không biết gì nữa cả. Sau khi Lâm Phong tỉnh lại thì Mập Lai muốn đưa anh đến đồn cảnh sát để báo án. Mập Lai phờ lết với Lâm Phong rằng cảnh trưởng là bạn tốt của anh ấy, chỉ cần Lâm Phong báo án và thành thật khai báo thì cảnh trưởng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh. Hai người đang đi trên đường thì bỗng nhiên thấy một đám đàn ông lưu manh đang ức hiếp một cô gái bán hàng rong. Mặc dù Mập Lai đã ra sức ngăn cản thế nhưng Lâm Phong vẫn nhất quyết hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp cô gái, đập cho mấy tên lưu manh ra bã. Bọn chúng bị đánh liền bỏ chạy. Mập Lai lúc này cũng vội vàng kéo Lâm Phong đi vì sợ phiền phức sẽ kéo đến với bọn họ, do Lâm Phong lúc nãy đã gây thù chuốc oán với đám lưu manh đó. Khi đến đồn cảnh sát, trong lúc ngồi chờ cảnh trưởng đến, Lâm Phong lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn nên đã không chú ý đến một tên côn đồ vừa mới bị bắt ngồi cạnh anh. Thấy Lâm Phong không để ý mình, hắn ta liền đứng dậy ra giọng thách thức, muốn chẳng nhau với anh. Lâm Phong thì xưa nay chưa ngán ai bao giờ, đụng là trụng, cảm là xúc, nếu mày đã muốn thì tao sẽ chiều. Hai người liền lao vào chẳng nhau. May sao lúc đó cảnh trưởng đã đến kịp thời, cô trái một tay phải một chân ngăn chặn hai người lại. Mập Lai thấy vậy sợ Lâm Phong sẽ bị bắt vì gây rối đồn cảnh sát nên liền dùng tí quan hệ xin cảnh trưởng tha cho anh về. Vì không muốn gặp thêm phiền phức nữa nên Mập Lai quyết định để Lâm Phong lại bên vệ đường, còn mình quay về tiếp tục làm việc. Đúng lúc đó anh gặp lại cô gái mà mình đã cứu lúc nãy. Thấy anh ngồi đó, cô liền đem lại cho anh một hộp cơm xoài thơm ngon tuyệt đỉnh để báo đáp anh. Cô thấy anh ngồi bên vệ đường nên tưởng anh là người ăn xin nên hứa sau này anh có thể đến chỗ cô ăn xôi xoài miễn phí, xem như đó là cô trả ơn cho anh. Lâm Phong ngồi bên đường chờ đợi lâu mà chưa thấy Mập Lai trở lại liền tới công trường để tìm anh ta. Mập Lai thấy Lâm Phong đến thì liền mệt ngang, nói với Lâm Phong rằng bộ anh ấy bày tỏ như vậy mà còn chưa rõ ràng hay sao. Lâm Phong nói rằng anh ấy muốn tới đây để làm việc. Mập Lai ban đầu không tin Lâm Phong có thể làm được việc thế nhưng sau khi thấy anh ấy làm còn khỏe hơn 6 người thợ của mình gộp lại thì liền thay đổi ý định và thu nhận Lâm Phong ở lại. Ở phía bên này, tên chủ của Lâm Phong đã bị cảnh sát trưởng mời lên đồn uống trà. Thì ra hắn ta muốn giành lấy mảnh đất mà nhóm người của Mập Lai đang xây dựng. Mấy tên này quả thật là bọn đầu trộm đuôi cướp.
Bọn chúng không những muốn lấy của Mập Lai mà còn ép giá anh ấy. Mập Lai thấy chúng ngang ngược như thế thì nhất quyết không chịu bán cho chúng. Chúng liền tìm cách làm khó dễ Mập Lai. Lần này hắn bị gọi lên đồn, cảnh trưởng cảnh cáo hắn không được đến làm phiền Mập Lai nữa. Tên chủ kia đã lên đồn ngồi rồi vậy mà hắn vẫn không sợ, đã thế còn ngả ngớn chọc ghẹo nữ cảnh sát trưởng nữa. Cảnh trưởng cũng không có bằng chứng gì xác thực để buộc tội hắn nên đành phải thả hắn đi. Lâm Phong lúc này sau khi đi làm tại công trường có tiền rồi thì liền đến tìm cô gái bán hàng rong lúc trước để trả tiền mua xôi xoài. Cô gái ban đầu không chịu lấy thế nhưng Lâm Phong nhất quyết đưa cho cô nên cô đành lấy một tờ cho có lệ. Lâm Phong liền hỏi cô ấy tên gì, cô nói mình tên Tiểu Thủy. Khi cô gái hỏi lại tên mình, do bị mất trí nhớ nên Lâm Phong không thể nhớ ra tên thật của mình là gì nữa, liền nói với cô nếu cô tên là Tiểu Thủy thì cứ gọi mình là Đại Thủy đi. Hai người càng nói chuyện càng thân nhau. Tiểu Thủy liền nhờ anh trông coi cửa hàng giúp cô để cô đi đổi tiền. Anh liền vui vẻ đồng ý. Đi chưa được bao xa thì bỗng nhiên Tiểu Thủy lại bị một tên ăn mày bắt lại uy hiếp, hẳn chĩa dao vào uy hiếp cô. Lâm Phong thấy vậy liền chạy lại muốn cứu cô. Anh còn không quên vớ theo trái sầu riêng để làm vũ khí. Lâm Phong liền đến ra hiệu với Tiểu Thủy, hiểu ý anh cô liền tìm cơ hội đột ngột ngồi xuống. Chớp lấy thời cơ, Lâm Phong phang thẳng trái sầu riêng vào mặt tên kia, thế là hắn ngã lăn quay ra đường. Anh thành công giải cứu Tiểu Thủy. Thời gian này, cuộc sống của Lâm Phong vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Sáng đi làm ở công trường vui đùa cùng Mập Lai và anh em, chiều về thì tới chỗ của Tiểu Thủy chơi. Tình cảm của bọn họ cũng ngày càng khăng khít hơn. Thế nhưng niềm vui không kéo dài lâu, tên chủ chết bầm kia lại cho người đến gây sự với Mập Lai hòng ép anh nhường lại mảnh đất đó cho hắn. Bọn chúng giữa thanh thiên bạch nhật ra tay đánh người không thương tiếc. Lâm Phong định ra ngăn cản thế nhưng Mập Lai kéo anh lại nói anh ta đã báo cảnh sát rồi, hãy để cảnh sát xử lý. Nhưng Lâm Phong không thể dương mắt nhìn mọi người bị đánh đập như thế liền đứng ra ngăn cản. Dù bây giờ đã bị mất trí nhớ nhưng thân thể anh vẫn còn rất linh hoạt và mạnh mẽ, một mình đánh cho đám người đó tơi bời hoa lá. Tên cầm đầu liền rút dao ra, muốn xông vào sống mái với Lâm Phong một trận. Lâm Phong mặc dù tay không tấc sắt song vẫn không để tên kia chiếm thế thượng phong. Hắn dù cầm dao trên tay nhưng cũng không thể làm gì được Lâm Phong. Đúng lúc này cảnh sát cũng đã tới. Thấy vậy, bọn chúng liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Cảnh sát nói với Mập Lai rằng rất có thể bọn chúng sẽ còn quay lại báo thù bọn họ. Bây giờ cảnh sát không có chứng cứ xác thực nên không thể bắt bọn chúng được. Nghe vậy, Mập Lai vô cùng lo lắng, đi tới đưa tiền cho Lâm Phong, muốn anh trốn đi vì rất có thể bọn người xấu sẽ lại đến tìm anh báo thù. Mập Lai sợ anh sẽ bị bọn chúng làm hại. Rời khỏi công trường, Lâm Phong một mình vô định đi trên phố. Tiểu Thủy đang bán hàng thấy anh thì liền gọi anh lại, biết anh bị mất việc làm, cô liền thu nhận anh, muốn anh phụ mình giao trái cây cho khách hàng. Lâm Phong nghe thế thì vô cùng vui mừng liền đồng ý ở lại phụ giúp cô. Bên phía tên chủ, vì không đạt được mục đích của mình, hắn vô cùng tức giận liền sai một tên thuộc hạ khác đi bắt Lâm Phong lại, còn mình thì dẫn theo tên tóc vàng lúc nãy tới tìm Mập Lai. Tên chủ kia dẫn người tới tìm nhưng không thấy Mập Lai liền ra tay đánh mấy người thợ xây đang làm việc ở công trường. Mập Lai chạy tới, thấy tình hình căng thẳng liền chắp tay xin tên chủ dừng tay. Anh ấy nói mảnh đất này không chỉ của một mình anh ấy mà còn của viện phúc lợi nữa. Anh ta tranh giành đất như vậy là phạm pháp, sẽ bị cảnh sát bắt. Tên kia nghe thấy thế càng nổi máu hơn nữa, ra tay đả thương Mập Lai. Đã vậy tên thuộc hạ của hắn còn dùng con gái của Mập Lai uy hiếp anh không được báo cảnh sát. Mập Lai quỳ xuống cầu xin hắn tha cho con gái của mình. Tên chủ thối tha vẫn không chút động lòng dẫn cô bé đi. Mập Lai vì muốn bảo vệ con gái đã dũng cảm đứng lên đánh trả lại hắn. Thế nhưng sức của mình Mập Lai không thể so được với người của tên chủ nên đã bị đánh thương tích đầy đầu, ngã gục xuống đất. Tên chủ kia đánh xong liền bắt cô bé đi mất. Ở phía bên này, Lâm Phong bị đàn em của ông trùm tìm đến trả thù. Chúng kéo đến rất đông, nhất quyết muốn dạy cho anh một trận ra trò. Tên côn đồ kia đã nhận ra Lâm Phong chính là người đã làm trái mệnh lệnh của tên trùm và suýt bị bọn chúng giết lần trước. Hắn đe dọa Lâm Phong rằng bọn hắn đã khiến anh chết một lần rồi thì cũng có thể đập anh chết thêm một lần nữa. Nói rồi, hắn toàn định đâm anh. May sao lúc này Tiểu Thủy chạy tới kịp thời. Cô giả vờ hô hoán lên rằng cảnh sát đã tới rồi để dọa mấy tên côn đồ kia chạy đi. Hai người dìu nhau chạy tới công trường thì thấy Mập Lai máu me đầy đầu nằm trên đất. Mập Lai thấy Lâm Phong đi tới thì liền nắm tay Lâm Phong dặn dò rằng khế ước đất anh để dưới tượng Quan Âm, mong Lâm Phong đem nó tới chỗ tên trùm để đổi con gái của mình về. Mập Lai dặn dò Lâm Phong rằng mong anh sẽ nuôi con gái mình khôn lớn thành người. Nói rồi, Mập Lai nhắm mắt xuôi tay. Lâm Phong lúc này vì liên tiếp chịu đả kích nên trí nhớ của anh cũng vì thế mà khôi phục trở lại. Tên trùm lúc nãy đã được đàn em báo cáo về việc Lâm Phong còn sống. Hắn tỏ ra vô cùng phấn khích, bảo tên đàn em chuẩn bị để sẵn sàng xử Lâm Phong thêm một lần nữa. Mặt khác, lúc này Lâm Phong đã tìm được khế ước đất. Anh liền đem theo khế ước đột nhập vào chỗ tên trùm. Anh chặn một tên thuộc hạ của hắn lại. Không quá khó khăn để Lâm Phong có thể xử tên này và moi được thông tin nơi tên trùm giấu con gái của Mập Lai. Biết được nơi giấu con tin, Lâm Phong nhanh chóng chạy tới giải cứu cô bé. Sau khi đánh bại tên canh giữ, Lâm Phong dễ dàng cứu được cô bé. Thế nhưng không ngờ đó lại là âm mưu của tên trùm. Hắn đã giăng sẵn thiên la địa võng để chờ anh tới, muốn giết anh thêm một lần nữa. Lâm Phong vì muốn nhanh chóng đưa con gái của Mập Lai đi mà đã đồng ý giao bản khế ước đất cho tên trùm. Thế nhưng hắn không dễ dàng tha cho anh như vậy.
Lần này hắn nhất quyết muốn xử Lâm Phong cho bằng được. Đối thủ của Lâm Phong lần này lại là tên đầu tóc vàng. Tay hắn cầm dao xông vào Lâm Phong. Nhưng cái danh quyền vương của anh đâu phải là để chơi. Mặc dù tay cầm vũ khí xong, tên kia vẫn không phải là đối thủ của anh. Lúc hai người đang giằng co với nhau thì công nhân của công trường đột nhiên chạy đến. Bọn họ ta cầm vũ khí xông vào đánh nhau với đám côn đồ. Trong lúc giao tranh diễn ra quyết liệt thì tiếng còi cảnh sát vang lên. Tên trùm và tên đầu tóc vàng biết cảnh sát sắp đến liền nhanh chân bỏ trốn. Cảnh sát tới thì đem tất cả Lâm Phong và các công nhân của công trường về đồn. Công nhân vì muốn trả thù cho Mập Lai mà gây đứng lên hô hào ở đồn cảnh sát, khiến cảnh trưởng đành phải hứa với mọi người sẽ đòi lại công bằng cho Mập Lai. Lúc này mọi người mới bình tĩnh trở lại. Cảnh trưởng liền nói với Lâm Phong rằng có người muốn gặp anh, thì ra đó là người bạn thân trước đây của Lâm Phong, vì muốn bảo vệ lợi ích của mình, nghe theo tên trùm mà đã ra tay với Lâm Phong. Anh ta kể với Lâm Phong, ban đầu tên trùm uy hiếp anh phải xử lý Lâm Phong, vốn vì để bảo toàn cho mình. Anh ta đã đồng ý, nhưng chỉ dự định dạy cho Lâm Phong một bài học thôi. Anh ta không ngờ rằng tên trùm lại ra tay độc ác, thẳng tay muốn giết Lâm Phong như thế. Sau khi cho xe đâm Lâm Phong, tên trùm còn sai anh ấy đem xác Lâm Phong vứt xuống sông để xóa dấu vết. Tên trùm đe dọa rằng nếu anh dám giở trò để cho Lâm Phong còn sống thì người tiếp theo sẽ là anh. May sao Lâm Phong trôi theo dòng nước và được Mập Lai cứu. Anh ta sau khi biết Lâm Phong còn sống, sợ tên trùm sẽ tìm tới anh ấy liền tới đồn cảnh sát tìm Lâm Phong, mong muốn hợp tác với Lâm Phong để vạch trần thủ đoạn xấu xa của tên trùm và đồng bọn. Sau khi nghe lời kể của anh ta, Lâm Phong đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Phía bên này, tên trùm cùng đám đàn em của hắn đang ở tại một căn nhà bỏ hoang. Bọn chúng đang tính toán thực hiện một âm mưu nào đó, muốn trả đũa Lâm Phong. Tên trùm còn nói rằng sẽ không dễ dàng gì tha cho anh ấy. Tên trùm dẫn theo đàn em của hắn tới một sàn đấu để tìm một ông võ sĩ để giúp hắn ta mượn đao giết người xử lý Lâm Phong. Thì ra ông võ sĩ này trước đây cũng giống như Lâm Phong vậy, đều bị tên trùm bắt ép phải giả vờ thua cuộc trước một tên võ sĩ yếu đuối hơn mình rất nhiều, nhằm để tên trùm kiếm trác từ các thương vụ cá cược của hắn. Mặc dù biết làm vậy sẽ tổn hại đến tôn nghiêm của một người võ sĩ thế, nhưng ông ấy không còn cách nào khác, vì quá cần tiền nên đành phải nghe theo lời tên trùm. Lần này thấy tên trùm đến muốn đề nghị hợp tác, ông ta liền từ chối ngay thế, nhưng tên trùm nói với ông ấy rằng đây thực sự là một cao thủ võ thuật, nếu ông có thể đánh thắng hắn thì không chỉ lấy lại được tôn nghiêm của mình mà ông còn có tiền nữa. Ông ấy nghe xong không trả lời ngay mà lại quay lưng bỏ đi. Mặt khác, tên đàn em tóc vàng của tên trùm lúc này đã đến tìm anh bạn thân của Lâm Phong. Hai người giao tranh với nhau rất lâu, dù cho anh bạn kia về thể lực mạnh hơn tên đầu vàng rất nhiều thế nhưng trên tay hắn lại có vũ khí. Trong một giây phút bất cẩn, anh đã bị hắn hạ gục và đâm một nhát chí mạng. Tên đầu vàng đã kết liễu anh ấy. Ở phía bên này, lúc Lâm Phong đang tập luyện thì Tiểu Thủy tới tìm anh. Hai người trò chuyện với nhau. Cô nói với anh rằng cô muốn học võ thuật Trung Hoa, thế là Lâm Phong liền vui vẻ đồng ý dạy cho cô. Anh giúp Tiểu Thủy tập luyện. Tình cảm của hai người cũng vì thế mà ngày càng khăng khít hơn lúc trước. Bây giờ họ sống tại căn nhà của Mập Lai để chăm sóc cho con gái anh ấy. Lúc họ đang ăn cơm, cô bé đột nhiên hỏi Lâm Phong rằng bố tôi đã đối xử với anh như thế nào. Cả hai người đều bất ngờ, không biết trả lời cô bé như thế nào. Lâm Phong sau đó nói với cô anh nhất định sẽ bảo vệ cô bé. Thế nhưng cô bé liền bật khóc nói với họ rằng không có ai bảo vệ Mập Lai cả. Nói rồi, cô bé chạy đi mất. Lâm Phong và Tiểu Thủy hốt hoảng đi tìm. Trong lúc hai người đi tìm cô bé thì Tiểu Thủy lại bị tên trùm bắt cóc đi mất. Hắn dùng cô uy hiếp Lâm Phong phải tới nơi mà hắn hẹn gặp để cứu cô. Nếu không thì Lâm Phong sẽ mãi mãi không thể nào gặp Tiểu Thủy được nữa. Biết mình phải cố gắng hết sức để có thể cứu được Tiểu Thủy nên kể từ ngày hôm đó Lâm Phong không kể ngày đêm, hết sức siêng năng tập luyện. Cuối cùng ngày hẹn cũng tới, Lâm Phong một thân một mình đến chỗ gặp mặt. Lúc đến, tên tóc vàng đã chờ anh sẵn trước cửa. Lâm Phong liền nhanh chóng giải quyết tên tóc vàng để tiến vào bên trong gặp tên trùm cứu người. Tên trùm lúc này hạch tội Lâm Phong vì đã phá vỡ chuyện tốt của hắn. Lâm Phong nói với anh ấy rằng chỉ cần hắn ta thả Tiểu Thủy ra thì Lâm Phong sẵn sàng để cho hắn tùy ý xử lý. Thế nhưng tên trùm đâu thể đồng ý dễ dàng như thế. Hắn yêu cầu Lâm Phong phải đấu với ông lão võ sĩ kia. Vừa nhìn thấy ông ấy, Lâm Phong đã nhận ra đó là Na Vinh, một võ sĩ nổi tiếng. Anh ấy không thể hiểu vì sao một võ sĩ danh tiếng như Na Vinh lại đồng ý hợp tác để làm những chuyện bẩn thỉu như thế với tên trùm. Tên trùm nói với Lâm Phong nếu hắn đánh thắng Na Vinh thì chuyện ân oán giữa hai người coi như giải quyết xong, nếu không thì anh phải bỏ mạng tại đây. Lâm Phong và Na Vinh xông vào nhau, hai người anh đánh tôi đá ngang tài ngang sức. Vì kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn hẳn nên có đôi lúc Lâm Phong đã bị Na Vinh đánh văng ra xa. Thế nhưng ngay lập tức anh ấy lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Tên trùm đứng ở trên kia thấy hai người đánh nhau như thế thì vô cùng phấn khích, hai người càng đánh càng hăng. Người này sắp lá cả vào người kia. Na Vinh đạp một cước khiến Lâm Phong ngã nằm trên đất. Ông ta nói với anh ấy rằng thật thất vọng về anh ấy, tưởng anh ấy lợi hại như thế nào, hóa ra anh không mạnh như truyền thuyết. Nghe ông ấy nói như vậy, Lâm Phong lại nghĩ về tôn nghiêm của một người võ sĩ, đó là có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Chính điều này đã làm cho quyết tâm của anh ấy dâng lên cao độ, lấy lại tinh thần đứng lên tiếp tục chiến đấu thêm một lần nữa. Hai người lao vào nhau, tung những cú đòn thật hiểm, lực phát ra mạnh đến nỗi làm sập cả sàn nhà. Cuối cùng, sau một hồi giằng co qua lại giữa hai võ sĩ kiệt xuất thì Lâm Phong đã giành chiến thắng. Anh ấy nhanh chóng đứng lên đi tìm Tiểu Thủy. Thế nhưng không may là cô đã bị tên trùm và đồng bọn của hắn dắt đến một nơi khác. Lâm Phong tìm không thấy cô thì lập tức đuổi theo. Thấy Lâm Phong,
tên trùm rút súng ra chĩa vào Tiểu Thủy để uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy phải quỳ xuống cầu xin hắn, nếu không thì hắn sẽ giết Tiểu Thủy. May sao lúc này Tiểu Thủy nhớ ra được những chiêu thức mà Lâm Phong đã dạy cô thành công thoát được sự khống chế của tên trùm. Lâm Phong liền nhân cơ hội ra đòn đo ván hắn, giải cứu Tiểu Thủy. Lúc này, những người công nhân cũng chạy tới giúp hai người một tay. Sau vụ đó, cảnh sát đã có đầy đủ bằng chứng để định tội tên trùm. Họ đã bắt hắn nhốt vào tù và cảnh trưởng hứa với Lâm Phong rằng nhất định sẽ bắt hắn phải đền tội xứng đáng. Lâm Phong giải quyết xong mọi chuyện thì trở lại nhà của Mập Lai. Họ vui mừng báo cho Mập Lai biết rằng mình đã trả thù được cho anh. Sau đó thì Lâm Phong và Tiểu Thủy thành đôi. Họ cùng nhau nuôi dưỡng con gái của Mập Lai và lúc này Tiểu Thủy cũng đang mang thai đứa con của hai người họ. Một nhà ba người hết sức vui mừng chờ đón thành viên mới ra đời. Bộ phim hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình có động lực ra những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.